Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đi Lào. Bây giờ là 3 giờ thiếu 5 phút rồi các bạn ạ. Nhà xe là ở 137 Phan Huy Ích, phường 15 quận Tân Bình. Nhưng mà đến không thấy xe, lại bảo đi bộ lên để đậu xe ở trên trường học nào đây này. Bây giờ phải đi bộ lên, không hiểu kiểu gì đây. Đấy, đi bộ khoảng hơn 100 mét rồi mà chưa thấy xe cộ đâu cả này. Lên xe rồi các bạn ạ, và mình là người đầu tiên luôn, chưa có ai hết. Cuối cùng cũng có vài người và xe đã bắt đầu chạy rồi. Đây là xe của nhà xe Bình Minh, chuyên chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh đi Bắc Xế của Lào. Đây hình như là cầu vượt Tân Chánh Hiệp, quận 12. Xe dừng để đổ xăng, à đổ dầu. Đây là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước rồi, tức là tôi đã đi được khoảng 100 km rồi và bây giờ dừng để ăn sáng. Trong hành trình này thì nhà xe sẽ bao bữa sáng và bữa trưa nay. Xe đang chạy vào thị xã Bình Long rồi. Thị xã này cũng khá là đẹp đấy và yên bình. Và bây giờ vào đến Lộc Ninh rồi. Mọi người mua ít tạp hóa đấy, vào đây mua để mang đi Lào đây này. Rồi, tiếp tục hành quân. Lại đổ dầu nữa rồi. Bàn thờ của các bác tài này, Phật Bà Quan Âm. Và bây giờ thì đã vào tới cửa khẩu Hoa Lư rồi, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Rồi, ba lô, ba ly, túi xách đồ bà con xách qua giùm cái nha. Nhất trí. Tôi đang đứng ở cửa khẩu quốc tế Hoa Lư rồi các bạn ạ. Và hộ chiếu đã được đóng dấu rồi. Và như vậy là đã được chấp nhận xuất cảnh để đi sang bên kia là đất Campuchia. Rồi, lên xe. Đây là chiếc xe tôi đi. Và đây là cửa khẩu bên phía Campuchia các bạn ạ. Rất đơn sơ nhưng mà rất hay. Ví dụ như là ngay các cái cửa làm việc đều có một cái bảng dán là Nothing to pay here. Đấy, không phải thanh toán bất cứ một cái gì ở đây hết á, rất rõ ràng luôn. Đường bên Campuchia cũng rất đẹp. Nhiều công trình lớn đấy nha, bắt đầu giàu có rồi. Đây là đất Campuchia các bạn ạ. Đấy, con đường rất đẹp, mặt đường trải đẹp rồi. Cây cối xanh tươi. Hành trình này tôi dự định sẽ đi vài nơi ở Lào, sau đó sẽ đi Campuchia. Nếu có điều kiện thì thẳng đi sang Thái Lan chơi cũng được. Đây là một cái thị trấn nhỏ của Campuchia các bạn ạ. Còn hơn 100 cây nữa mới tới cửa khẩu từ Campuchia đi sang đất Lào.
Ở đây người ta bán rất nhiều cơm lam, rồi là hạt điều, rồi các cái đặc sản của địa phương. Cơm lam à? Biển số Việt Nam rất rõ ràng nhá, 02410. Thành phố nào đây em? Campuchia, Sông Trang á. Lâu đài, ai đó. Sông Trang. Tôi đã đến thành phố Sông Trang rồi các bạn ạ. Đây là huyện Sông Trang và chính là thủ phủ của tỉnh Sông Trang ở phía đông bắc của Campuchia. Và từ đây tới biên giới đi qua Lào còn khoảng hơn 50 cây nữa các bạn ạ. Cả đoàn vừa mới ăn cơm xong, cơm Việt Nam. Đấy, đây là quán phở Sài Gòn chúng tôi vừa ăn trưa này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh cái trung tâm của thành phố Sông Trang. Và bây giờ thì tiếp tục hành trình. Chúng ta đang chạy cặp theo bờ sông Mekong. Một cái cầu rất lớn bắc qua sông Mekong. Đây là hướng dòng Mekong chảy về đồng bằng sông Cửu Long. Cái nhân vật này giấu này. Đây là cửa khẩu phía Campuchia đấy. Tới đây là chúng ta sẽ xuất cảnh Campuchia và để vào đất Lào. Bên kia là Lào rồi. Rồi tạm biệt Campuchia. Ôi sắp mưa rồi, cơn mưa to rồi. Tiến vào cửa khẩu là xin chào các bạn. Bây giờ tôi đang có mặt ở cửa khẩu Nong Nok Khen. Nong Nok Khen
khó gọi quá, của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào rồi các bạn ạ. Và bây giờ là 2:20 đấy, tôi đã bước chân đến đất Lào rồi. Và sau khi ăn cơm ở thành phố Sittung Cheng thì đi khoảng hơn 50 cây nữa thì tới cái cửa khẩu này. Sau khi xuất cảnh Campuchia thì tiến sang bên này là nhập cảnh vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào rồi. Và đây là đất Lào rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục hành quân về tỉnh Champasak, mà cụ thể là thành phố Bắc Xê các bạn ạ. Bắt đầu vào thành phố Bắc Xê rồi. Đồ của mình đó là mình ném vào trong, mình đưa mấy ghi kẹp vô là nó khui có cái ngoài là nó đâu có biết. Mình nói đi vậy đó, mình không nói gì hả? Tức không nói vậy, không ghi vậy. 2 triệu là tiền cước rồi. Mà không nói xe vậy ha. Không có nói là trong đó là cái gì. Bởi vì nói thì mình biết mẹ nó rồi, mình kẹp vô giữa. Thì mình cứ quăng lên đại, quăng lên đại, mình cũng đâu có biết. Trong đó cái xe mà nó đựng dùng cái thùng máy lạnh, cái xe đó là ấy mới chịu ngoài 500 thôi chứ đâu mới còn ba cái đồ này mà làm gì trong 500. Gái Bình Thạnh về chết rồi. Gái Bình Thạnh phường 11 quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh về là chết rồi. Rồi mấy anh nào đi Viên Chăn á, anh móc 290.000 đưa cho em cái. 290.000 gì? Dạ tiền kiếp á. Coi như 300.000 á, thói lại 10.000 để em mua vé, anh vô mua vé. Ok. Rồi cứ ngành đưa 300 đi, đưa ra. Ba người đi chung á chỉ 300.000 à? Dạ 300.000, thói lại 10.000. Ok. Là bao nhiêu tiền Việt Nam ta? Dạ nó tính ra giờ gần 500, coi như 300.000 gần 400.000 anh. Ừ. Nhưng mà về đó là giường nằm, nghe nói là giường nằm tốt đấy hả? Đây thì đây đó, nó nằm đó. Đó xe đó. Ồ, đẹp đấy. Úi giời. Đây trông cái đầu của nó ghê à. Con cọp, con hổ sư tử gì đâu mà. Hổ báo rồi. Trời ơi, trời ơi, xe nào trời. Hổ báo cao tròn. Ôi, hổ báo cao tròn rồi. Cũng chiều rồi, kiếm đồ ăn thôi. Dùng bữa tối tại Bắc Xê. Này heo à? Về nữa anh không trình em lên đi em chơi mấy ngày xong em mới về Vinh mấy ngày. Về ngu người tụ mấy ngày đâu phải nửa tháng em mới về đó nhà. Hey, video you can. Why not? Yeah, that okay. Bến xe bắt đầu tấp nập rồi. Vì xe này là 8 giờ mới khởi hành để đi lên Viêng Chăn.
những người bán hàng rong, rồi kể cả có một cái xe bán đồ đây này. Say quá rồi, uống mấy có hai chai bia 61, bia Lào thôi mà thấy lơ mơ quá. Bây giờ bến xe bắt đầu đông rồi các bạn ạ, bến xe bắt đầu đông rồi. Và tất cả những xe đây đều xuất phát để đi Viêng Chăn hết. Trời ơi, hai bạn gái, hai chị em gái Lào uống bia mình đâu mất rồi. Ok, lên xe thôi. Xe nào cũng màu mè nhưng mà cũ lắm các bạn ạ. Đây, xe mình là xe biển số là 9999, 4 số 9 luôn. Bắc xế bên trên. GoPro. Yeah. I am Action 3. Action. Yeah. Where are you from? England. Okay.